lẫn lờ trôi, đấm đỡ qua cho phù sa tốt tươi. Đàn cá lội ngoài sông đang quẩy đuôi lư xuôi theo dòng. Vườn trái ngọt quắng say có ai sống. Chào tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh của Nghĩa Audio. Hôm nay có một điều rất là thú vị anh em ạ. Bên Nghĩa Audio vừa nhận được một cái tin nhắn của bác Huy Dũng. Bác ấy bảo là năm nay bác ấy đã 45 tuổi rồi. Và bác ấy thích nghe nhạc, hát karaoke. Nhưng mà cái mức tiền của bác ấy chỉ khoảng từ 10 triệu đổ xuống thôi. Thì làm sao mà bác ấy mua được một bộ dàn karaoke. Mà bác ấy còn một điều đặc biệt nữa là bác ấy bảo là bác không thích dùng đẩy công suất với bằng số, vì bác ấy không biết tùy chỉnh và bác ấy chỉ thích dùng âm ly thôi. Mà bác ấy bảo luôn là dùng âm ly mà sao nó hay rú rít hay là không bắt mic, là có nhiều cái trường hợp khác nữa. Thì bên Nghĩa Audio có thể là sắp xếp cho bác ấy một bộ karaoke vừa tầm giá tiền này, vừa thỏa được cái yêu thích là dùng âm ly. Và vừa giải quyết cho bác ấy luôn về cái tài chính. Và với cái số tiền như thế thì mua được những gì. Thì hôm nay thì Nghĩa Audio xin phép anh em đấu ghép cho bác Huy Dũng một bộ dàn karaoke. Đây, trước màn hình của anh em đây. Xin giới thiệu sơ qua cho anh em. Đây là cái bộ dàn trong tầm giá là 10 triệu đổ xuống anh em nhé. Đấy, nói trước cho anh em biết luôn. Và có những cái bác... đã trung tuổi ấy thì các bác ấy cũng không thích dùng vang số hay là cục đẩy công suất, thì cái đấy thì bên Nghĩa Audio rất thông cảm cho các bác và luôn đáp ứng các nhu cầu của khách hàng là cái tiêu chí bên Nghĩa Audio đấy. Và hôm nay thì bên Nghĩa Audio có đấu ghép một bộ dàn karaoke gồm một con âm ly 506 16 sò hàng Trung Quốc nha anh em nhé. Đấy, và một đôi loa BMW 455SE hàng Trung Quốc luôn. Và một con bot, con súp trầm, đó là con bầu. Con bầu 1200. Đấy, hàng liên doanh anh em ạ. Hàng bát nhập Trung Quốc, còn lắp ráp tại Việt Nam. Và một con vang cơ, đấy, con vang PSS500. Con vang cơ đời mới tích hợp Bluetooth, cổng quang. Và cách chỉnh rất dễ dàng anh em ạ. Thì hôm nay thì cùng nhân tiện làm video cho bác Huy Vũ thì bên Nghĩa Audio cũng xin giới thiệu luôn cho anh em một cái bộ sản phẩm rất là hay này. Đấy. Và khi mà anh em khi mà anh em mua combo bên Nghĩa Audio thì sẽ tặng luôn cho anh em một cái micro. Đấy, cái micro em đang để kia. Đấy, con Subo SH688 anh em nhá. Trị giá là 350.000. Đấy, sau đây thì mình xin phép anh em để test qua cái chất âm khi nghe nhạc của nó trước. Mình xin gửi đến anh em một bài nhạc Bolero nhé anh em nhé. Con nước lẫn lờ trôi, đấm đỡ qua cho phù sa tốt tươi. Đàn cá lội ngoài sông đang quẩy đuôi lư xuôi theo dòng. Vườn trái ngọt quắng say có ai sống hôm dung. Bấy lâu vẫn mang trong lòng mình.
đầm kinh nghe bolero rất là da diết anh em ạ. Đấy, sau đây thì mình sẽ gửi đến anh em một bản nhạc dành cho các tầng lớp tuổi trẻ hơn. Và khi mà anh em mình có tụ tập thì nhiều khi có một chút nhạc bốc để anh em mình xả chén rượu chén tre. Sau đây thì mình xin gửi anh em một bản jam beat nhé. Các thiết bị đầy đủ cho một phòng karaoke luôn anh em ạ, bao gồm từ micro, vang, công suất âm ly, trầm và đôi loa B1B455SE. Thì chọn bộ này bên audio giao đến cho các bác và phục vụ các bác chỉ trong tầm giá là 9 triệu anh em ơi. 9 triệu thì anh em đã sở hữu được một bộ hát karaoke và nghe nhạc rất là chất này nhá. Và các bác mà muốn tùy chỉnh dễ dàng hơn thì đây là cái bộ dàn hợp lý cho các bác ạ. Thôi, đến đây thì mình xin tạm dừng video ở đây. Và mọi chi tiết về bộ dàn karaoke này thì các bác có thể liên hệ trực tiếp tới Nghĩa Audio qua số điện thoại là 09345 73743 hoặc 0916683477 nha các bác nhé. Và mọi chi tiết về các sản phẩm karaoke thì các bác có thể truy cập vào website nghiaudio.com để nhận được nhiều những cái sản phẩm mà Nghĩa Audio đang giới thiệu trên trên trang web của mình nha các bác nhé. Đến đây thì em xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video clip lần sau. Xin chào các bác.